Xin lỗi anh em là nó phải cho cái vợt đứng im cả. Ôi trời ơi. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cả FB Shop ngày hôm nay. Xin giới thiệu với anh em, tôi là Nam. Hôm nay đến với anh em trong một ngày mưa gió. Thời tiết của chúng ta cũng đã vào tháng 7 âm lịch rồi, gần tới Trung thu rồi. Bây giờ các cơn mưa mùa thu đang dần tới. Thời khắc chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu đã gần tới rồi. Đặc biệt là trong thời gian này rất nhiều anh em sẽ bị sụt xịt. Mà anh em nhớ là chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta phải có áo mưa đầy đủ ở trong cốp xe, bởi vì rất dễ dính mưa, ảnh hưởng đến việc chơi của chúng ta. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu với anh em tôi. Đặc biệt lưu ý cho anh em xem clip ngày hôm nay, đó là clip ngày hôm nay anh em chỉ nên tham khảo. Đặc biệt đối với các anh em học sinh hay sinh viên thì tuyệt đối dừng, bởi vì sản phẩm này có giá trị lên tới 100 thùng mì tôm. Đối với tôi, thời kỳ sinh viên, 100 thùng mì tôm có thể cứu sống tôi trong vòng 2 năm. Sản phẩm này chỉ dành cho các tiểu thiếu gia, các con chủ tịch hoặc các chủ tịch xịn thôi. Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm của tôi cũng đã từng cầm một sản phẩm bằng một con xe quay. Sản phẩm này thì cũng chưa bằng một con xe quay đâu, nhưng mà lên tới giá trị 100 thùng mì tôm. Rất kinh khủng. Để giới thiệu với anh em thì hôm nay nguyên đa nguyên kiện, tôi vừa mới được chứng kiến em nó mà cảm thấy toát mồ hôi luôn. Mới chỉ dám để trong bọc, cũng chưa dám bóc ra để xem hình thức như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì anh em, tôi cùng anh em sẽ bóc ra. Đây, tôi không phải nói điều, nguyên siêu luôn anh em nhé. Chưa bóc ra tí nào, nguyên siêu. Đây, bóc ra cho anh em. Để tôi bật mí nhé, đây là một sản phẩm chỉ sản xuất 1.000 chiếc trên toàn thế giới. Sản phẩm này thì phải gọi là nếu mà ai có thì thực sự là đẳng cấp, và thực sự là người có điều kiện. Bởi vì 100 thùng mì tôm cơ mà. Đây, nguyên đai nguyên kiện anh em nhá. Xin lỗi đập vào cái mic. Còn cả giấy bóng bọc bên ngoài, còn xin phép anh em đã bỏ cái này đi. Đấy, còn cả giấy bóng bọc bên ngoài, giấy bóng cầm tay. Đây, đầy đủ nguyên đai nguyên kiện. Đấy, nhưng mà anh em quay phim anh hỏi hộ tôi bên kỹ thuật xem mở như nào cả. Bên kỹ thuật các anh em ơi, mở như nào cả. À đây rồi. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là một cái hộp vợt hình sói bạc. Bên trong này là cây vợt Lightning Habertex 9000 bản kỷ niệm Olympic Paris 2024. Một sản phẩm mà khi đã hết Olympic rồi mới có mặt tại FB Shop, bởi vì đây là sản phẩm sinh ra để kỷ niệm. Chỉ có 1.000 chiếc trên toàn thế giới nhá. Bây giờ cách chúng ta mở thì đơn giản, anh em nhìn thấy mấy cái lẫy ở đây, chúng ta bóp vào này. 1 này, 2 này. Đó. Ui anh em ơi. Đây. Đây mở cái này nó mới chính xác. Ôi. Sản phẩm này thì xin phép anh em nhẹ nhàng một tí. Đây. Anh em nhìn đã ngầu chưa? Đã đủ ngầu chưa? Chất liệu bên trong thì chúng ta được làm bằng mút, xốp mút. Bên trong thì khi chúng ta mở ra thì có một ống cầu Lightning G900 với 12 quả. Chắc đắt tiền. Tội. Một sợi dây No 1 Boost của Lightning, cộng thêm 10 chiếc cuốn cán GP100 màu trắng. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có một cây vợt Habertex 9000 màu sắc cực kỳ đặc biệt. Đây là cây Habertex 9000 màu đặc biệt. Màu này thì rõ ràng như anh em biết là màu Habertex 9000 là chúng ta là màu trắng, một bên đen, một bên xanh. Xanh là cây. Còn cây này là một bên đỏ, một bên xanh. Sở hữu cho mình là nước sơn bóng. Nhìn đẹp thế nhỉ. Nhưng mà nếu mà ở trên những cái ánh đèn như thế này thì tôi lại thấy nó giống nhìn nó giống sơn của con xe máy quá. Nhìn nó bóng bóng, nhìn nó hoàn thiện đấy. Nhưng mà cái màu sắc này thì đối với tôi thì xanh và đỏ, và đỏ đỏ kiểu này nó cũng chưa thực sự là nổi bật so với tôi. Nhưng mà cầm cũng run đấy. Đây,
Anh em có thể nhìn thấy số hiệu, đây là cây Note S299. Hiện tại trên tay tôi đang là cây vợt thứ 299 trên 1000. Cây vợt này siêu đắt đỏ nên là chúng ta cầm cẩn thận, đặc biệt là tôi. Anh em nào có găng tay cho cầm, cho mượn cái găng tay, cái cầm cho nó đỡ dính găng vân tay vào đây, không thì chết. Cây vợt này để nhìn về bề ngoài thì đặc biệt là chúng ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nó đã rất bóng rồi. Và hơn nữa, khi ra sân mà chúng ta cầm một cái hộp này ra thì đảm bảo với anh em đó là chúng ta sẽ là người đẹp trai nhất sân. Không ai đẹp trai bằng. Nếu con trai cầm ra sân thì sẽ đẹp trai nhất sân, mà con gái cầm ra sân thì sẽ xinh gái nhất câu lạc bộ. Không còn ai có thể lấy được cái độ nổi bật của anh em nữa, bởi vì nó rất ngầu. Rất ngầu. Không còn gì để nói. Liệu không biết rằng là kiểu chơi của cây Habertech 9000 là gì? Đặc biệt dòng Habertech 9000 thì như tôi đã giải thích với anh em rất nhiều lần rồi, Habertech 9000 là một dòng thiên về lối đánh toàn diện, sẽ có cái kiểu chơi toàn diện. Và tôi vừa nãy cũng tham khảo thông số kỹ thuật cũng như là cái công nghệ bên trong của sản phẩm vợt này, thì đây là một cây vợt sản xuất theo kiểu limited, đó là thay đổi màu sắc của sản phẩm thương mại này, thay đổi màu sắc là chủ yếu thôi, còn về công nghệ bên trong thì khá là tương đồng, không có cái gì thay đổi cả. Có rất nhiều các cái chạm khác để chúng ta có thể nhận ra, chẳng hạn như là những cái ký hiệu của Olympic này. Cây vợt này là cây vợt 4U, lực căng tối đa là... Cây vợt này có lực căng tối đa 30 lbf. Tôi nhìn loa loa hiểu nó đắt tiền quá, cứ tưởng 50 lbf. Đó, và cái đế thì vẫn là đế màu đỏ nhé. Sản phẩm này thôi, chúng ta cũng không nên nói nhiều nữa, bởi vì là tôi cầm nhiều chẳng may nó rơi, lại sứt hoặc là lại cọ vào đâu nguy hiểm. Thì bây giờ chúng ta bỏ cái này ra. Đấy, chúng ta đóng cái hộp này lại. Xin mạn phép với anh em ở trên kho là tôi sẽ mượn cây vợt này để tôi đo thông số xem là tóm lại nó như nào. Chứ còn nói thật với anh em nhé, sản phẩm này để hôm nào tôi mượn được thì tôi sẽ ra sân review cho anh em. Chứ còn mà để căng dây cây này thì hơi hại thận. Anh em hãy bắt đầu vào phần đo thông số thôi. Thì trước khi vào đo thông số thì tôi sẽ nhắc tới một số công nghệ được hiện hữu trên cây vợt này. Nó cũng giống với cả cây Habertech 9000 mà anh em đang có trong túi ấy. Đang có trong túi. ACC Riptech này, công nghệ độc quyền của Lightning, sử dụng sợi carbon module cao và nhựa hợp kim nano có độ bền cao, giúp tăng cường khả năng kiểm soát và độ chính xác của vợt, cho phép người chơi có những cú đánh chính xác và mạnh mẽ hơn. HDF Shock A Poison System. Còn chất liệu thì là chất liệu cao cấp T1001 Ultra Module, giúp cái độ bền của cái vợt này cao hơn. Đấy, thế thì là những cái mà anh em mà chúng ta đều biết rồi. Vẫn sở hữu trên mình cái khung đặc trưng của Habertech là khung bo tròn toàn bộ. Hiện tại thì tôi không dám lấy một cây nào ra để so sánh với cây vợt này, bởi vì cây vợt này là độc nhất mà anh em. Chỉ so sánh cây 299 với 300 xem nó khác gì nhau hay không thôi. Còn để mọi cây vợt mà để cạnh cây vợt này thì cũng như kiểu là minh tinh mà đi với thế nào nhỉ, người ta gọi là diễn viên chuyên nghiệp đi ra giữa công chúng ấy, nghĩa là nó không hợp lý lắm. Nên là đã là diễn viên chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ đi một mình và diễn một mình. Đấy, hôm nay thì Habertech 9000 2024 Olympic Paris là chỉ diễn với mình tôi thôi. Hôm nay để đặt được lịch quay với em ấy thì công ty tôi đã bỏ ra chắc đâu đó trên chục củ. Mười mấy củ của anh em ạ. Anh Kho anh vừa bảo mười mấy triệu ấy. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với điểm swing của Habertech 9000 2024 Olympic Paris 4UG5. Anh em đoán là bao nhiêu? 84. Đẹp đấy, cũng dễ chơi đấy. Điểm cân sờ bằng. Thật là nhẹ nhàng, cây này mà có làm sao thì chết dở tôi. Thật nhẹ nhàng. Đây.
rồi, từ từ anh ơi, anh em ơi, từ từ. Ấy, cẩn thận cái chạm xuống nó xước ấy. Cây vợt có điểm cân bằng khoảng 295 cho tới 296 mm. Trọng lượng. Bản 4U anh em nha. Anh đứng im cho em cái. Ui. Xin lỗi anh em là tôi phải cho cái vợt đứng im cái. Ôi giời ơi. Được rồi. 83.2 cho tới 83.3 gram. Một trọng lượng khá ổn dành cho cả tay nam và tay nữ đều có thể chơi được. Bây giờ xin phép mà anh em là cảm nhận một tí. Thôi thế đủ rồi. À, với thông số này thì đây sẽ là một cây vợt công thủ toàn diện, mà theo nhiều anh em đây sẽ là một cây vợt, à không, theo tôi đây sẽ là một cây vợt khá là dễ chơi. À, kể cả bạn nam tay tốt hay là bạn nữ tay tốt đều có thể chơi được. Nam tay tốt thì có vẻ là hơi nhẹ, nhưng mà nữ tay tốt thì khá là ok. 83 thì nó hơi nhẹ, nhưng mà thêm dây và thêm cuốn cán vào thì mọi thứ đều ổn. Bây giờ xin phép anh em là thử cái độ cứng của nó một tí. À không, cũng không cứng lắm đâu, cũng ổn đấy. Đấy, hôm nay thì thực sự là tôi chỉ muốn nói đến thế thôi. Bởi vì nếu mà nói hơn nữa thì cũng không được, bởi vì là tôi cũng chẳng có tiền để mua. Anh em nào mà có cây này thì hôm nào cho tôi mượn, tôi ra sân test thử phải. Anh em có bình luận ở phía bên dưới nhá. Anh em nào bình luận ở phía bên dưới mà cho tôi mượn thì xin phép anh em là mang qua hệ thống các cửa hàng của hệ thống FB Shop. Tôi mượn mấy hôm, tôi test xong, tôi cảm nhận xong cho anh em thì tôi giả nhá. Tôi sẽ miễn phí cho anh em nào cho tôi mượn cái này một bộ dây bất kỳ. Anh em thích chọn dây gì thì chọn, tôi sẽ căng lên và ra sân để test. Cảm ơn anh em đã xem hết clip ngày hôm nay. Habertech 9000 Olympic Limited 2024 Paris. Xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhé. Nhớ like, subscribe YouTube. Nhớ nút chuông, đừng quên. Ai có cho tôi mượn tôi sẽ tặng một bộ dây, tặng một thêm một cái cuốn cán, tặng một bộ dây nhé. Anh em có nhớ bình luận ở phía bên dưới nhé, mang sang FB Shop cho tôi mượn. Xin chào, hẹn gặp lại.